thấy cái này nó trào lưu với lại nó đẹp á nên mua về trang trí thôi. Ở bên Trung Quốc là bơm khí hydro, ở bên Việt Nam á thì khí mà người ta bơm á thì là khí bình thường nên em cũng không có lo sợ phần nào. Mình đi phố đi bộ thấy người ta bán bóng này nhiều nên mình với bạn mới mua chụp hình nó đẹp, nó lung linh. Có nghe phát nổi nhưng không có sợ bình thường. Thì mình chơi rồi mình bỏ vậy phải mình để lâu đâu. Cái bóng này á nó tên là bóng Galaxy. Cái giá này hiện giờ em bán thì khoảng từ 70 tới 90 tùy theo cái loại bóng, ví dụ bóng nhỏ hoặc bóng lớn. Bóng này do nó đẹp á với nó mới lạ đó thì em thấy mọi người á nhu cầu mọi người mua rất là nhiều. Ngày thường thì khoảng từng 10, 15 cái. Còn ngày cuối tuần hoặc là gì đó thì khoảng từ 30 cái cho lên. Có sẵn bóng và cái thanh này với lại một cái đồ đựng pin. Thì mình sẽ mua pin rồi mình gắn nó lại với nhau thôi. Dạ, cái này em mua nơ thêm cho đẹp. Em sử dụng cái bơm bình thường giống như mình bơm xe đạp gì đó. Thì cái bơm đó là bơm vô thì khí nó là không khí bình thường. Nó không phải là khí gì hết. Cho nên là bể thì nó vẫn như những cái bong bóng thường khác thôi. Cái này em bơm bị bể hoài hả cho nên chả sao hết rồi.